Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ hiện tại đang là 4 giờ chiều này. Đông Quân với Minh Chu là vừa mới đi học về. Rồi hôm nay ở bên Hàn thời tiết nó mưa. Nó mưa như kiểu mưa dầm gió bấc, xong rồi cái thời tiết nó cứ kiểu ẩm ẩm ấy. Cũng khá khá giống cái thời tiết ở bên bên Việt Nam mình ấy. Chồng mình anh ấy tắm gọi là 3 lần. Đó. Ô, rồi. Ôi giật cả mình, tưởng cái đôi giày của mình nó đi toi xuống dưới. Rồi tí này rơi mọi người ơi, chết chết, thổi nóng nóng nóng. Trời ơi, cứ như là kiểu mình sắp rơi ấy, rồi tim đập tình thịch luôn. Nó mưa, giày thì lại có mùi mà lại không có đi ra ngoài hiệu giặt được. Thế là bảo thôi cái đôi này nó cũng đi lâu rồi, giặt ở nhà, hai vợ chồng mỗi người một đôi. Ôi, mình làm cái đứa gọi là sợ độ cao mọi người, cực kỳ là sợ độ cao. Em Minh Chu mới đi học về này, mồ hôi một kê này. Đó, úi dồi ôi, kiểu vịt này nó lại nhiều mồ hôi ấy. Ở trường mang một cái mà cô giáo học cái môn gì nhỉ? Không nhớ, làm ấy. Cô cho mấy cái hạt rau về trồng, trời ơi, nó bắt mình gọi là tưới nước như đủ các loại trên đời. Thế là hai anh em về nó khoe với mẹ ngoan là đang đi đường có một cái bà não có tuổi tầm 80. Bà ấy lại cho bánh mọi người ơi. Cho bánh xong rồi bà ấy lại gạ gẫm đi nhà thờ chứ trời ơi. Bà ấy bảo là phải học giỏi thì mới được lên thiên đường. Trẻ con nó về nó tả mà mình nghe mình buồn cười. Thực ra là nhà thờ thì kiểu nó cũng có nhiều loại ấy. Trước đây là mình cũng đi rồi nhưng mà cái nhà thờ gọi là kiểu rất là ok luôn. Nhưng mà bây giờ từ ngày có dịch là mình nghỉ rồi. Thế là bà ấy cho mỗi đứa cái bánh. Thế hai đứa nó về nó không dám ăn nhá. Không dám ăn, phải về hỏi. Tại vì người lạ mà. Ơ, ăn đi con. À, người lạ cho nó về nó hỏi mẹ con có ăn được không. Tại vì kiểu từ nhỏ này mình cứ bảo là người lạ cho ăn cái gì thì cũng phải để ý ấy. Chứ không phải ai cho con gì ăn. Thế là mang về. Cười rất là trẻ con luôn. Ừ, đấy. Thế là cảm ơn bà đấy, xong rồi về bảo cháu sẽ gọi là cố gắng học hành chăm chỉ. Lại còn cho một hộp sữa nho nhỏ nữa. Mọi người biết sao, tại vì kiểu mấy người đi nhà thờ người ta tin á. Người ta tin mà xong rồi người ta cứ muốn mình đi ấy để có những cái điều tốt đẹp ấy. Kiểu dạng như vậy. Cắt đi. Đông Quân nhà mình á, năm nay là năm cuối tiểu học rồi này, lớp 6 mà. Thế là sáng nay là ở lớp là có cái môn à gì nhỉ? Chụp ảnh tốt nghiệp. Thế là sáng dậy sớm gội đầu, mọi ngày nó gội tối, hôm nay gội sáng. Chải tóc rồi sao? Tôi làm cái gì đó. Ngon chưa? Ừ, ăn đi con. Thế là hỏi đã chụp hình đẹp chưa? Bảo con chụp rồi. Mang cái súng bắn tiền đi ấy. Bạn nào cũng thích xong rồi mượn chứ. Cái gì đây? Phán này sao đấy? Ừ, hai anh em chia nhau. Phán được khá cho gạch kia. Ừ, đấy, mỗi anh em mỗi đứa một nửa đúng không? Chia nhau ăn cho nó biết. Hiện tại bây giờ là mình đang quay bằng máy camera mọi người. Trong mấy ngày hôm nay mình bận lắm tại vì mình gọi là mình học hỏi, mình tìm tòi đó. Tại vì mình nghĩ mua tiếp tiền mua hai mươi mấy triệu chứ ít đâu, 25 triệu tiền Việt á, cái máy Canon này. Thế mà mình không có biết sử dụng, mấy lần trước mình quay nó cứ đen xì xì á, ai anh chê. Thế là đợt này là mình quyết tâm học lại mọi người ơi. Đó, làm YouTube gần 2 năm rồi nhưng mà mình toán để sử dụng bằng điện thoại ấy. Cho nên là thấy rất là có nhiều chị nói là cái màn hình của mình xem nó không có được hay ấy. Thế là mình đã quyết tâm học, mà không biết là cái màn hình hôm nay xem như thế nào nha mọi người. Thấy như thế nào thì để lại cho mình một cái ý kiến ở bên dưới nhá. Nếu mà nó sáng quá, nó tối quá hoặc cái tiếng nó nhỏ ấy, thì mình sẽ lại gọi là học hỏi tiếp. Ngon không? Sáng à, trông ngon. Kiểu đi học về đói mọi người. Bây giờ hơn 4 giờ rồi này. Ở lớp thì tầm 1 giờ ăn, 12 rưỡi ăn một lần. Học mấy tiếng xong rồi 3 giờ là đã kết thúc lớp học rồi. Nhưng mà lại đi học thêm tiếng Anh. Hai anh em đi học cùng cho nên là đói. Mọi ngày thì mình làm đồ ăn vặt cho con nhưng mà hôm nay nó bảo là con có bánh rồi mẹ không phải làm. Chỉ làm cơm tối thôi. Đó. Trời ơi, quay thế này mới thấy là Đông Gơn mặt nó còn nhỏ hơn là em Minh Chu này. Minh Chu con gái mặt to hơn cả anh. Đúng quá.
Thế rồi Minju chưa có hè chưa đến mà mặt lại đen xí xí này con. Giời ơi, có cả kem chống nắng nhá. Mua kem chống nắng thế nhưng mà khổ nỗi là sáng là cứ hay thỉnh thoảng dậy muộn không có kịp giờ, không có bôi được ấy. Không bôi kem chống nắng là bên này nó đã như thế rồi. Bánh gì đây? À, có cả kem nữa này. Bánh này là mẹ qua không thích ăn, nó ngọt lắm. Thảo đây à? Ngọt quá, nó đang kêu ngọt. Sweet, sweet. Rồi mọi người ơi, bây giờ hai vợ chồng mình đang chuẩn bị ăn cơm tối này. Chồng mình anh ấy thèm cái món thịt nướng, thịt ba chỉ nướng. Cho nên là hôm nay mình đã mua cái loại mà cả miếng ấy, cả miếng to đấy để luộc ấy. Tại vì cái loại đấy thì nó có nhiều mỡ. Chồng mình thì là anh thích mỡ mọi người ơi. Nó phải có mỡ tí thì nó mới mềm, nó mới ngon. Chứ còn nạc quá là anh cũng không thích ăn ấy. Với lại chủ yếu là ăn rau đây này. Rau này là rau của mẹ chồng mình cho từ đợt cuối tuần mà bây giờ nó nhiều lắm. Mỗi rau cần này, rau cần. Còn đây là xà lách non ơi là non mà khổ nỗi có ăn mấy đâu. Thì trong tủ lạnh nhiều sợ nó hỏng anh cũng phí này. Còn đây là có tỏi, nấm, mỡ này rồi. Chắc là mình sẽ nướng cùng với một chút đậu đi. Tại vì lâu lắm nó cũng không ăn đậu. Mua một miếng đậu để nấu canh. À mua hai miếng. Một miếng để nấu canh, một miếng thì mình sẽ cho vào rán cùng với thịt. Còn đây là kim chi. Nhiều người cứ bảo là ăn kim chi ấy thì có bị ung thư không nhỉ? Có nhiều người comment hỏi như vậy ấy, nhưng mà không đâu mọi người. Cái kim chi nó là cái loại thực phẩm lên men ấy, ăn rất là tốt. Cho nên là chưa thấy có một cái tin đồn nào nói là ăn kim chi mà bị ung thư cả ở bên Hàn ấy. Nên là rất là ngon luôn. Nó hơi chua chua một tí rồi. Đấy, mình sẽ chấm với lại tương. Không gặp ba cua chú rể à? Giờ đang bảo chồng mình anh ấy nướng thịt xong hai vợ chồng mình chiến đấu. Hôm nay không có canh mọi người, nhà mình làm cái người gọi là không thích ăn canh mấy. Rau xanh mướt này có ai ở gần không thì mình cho canh, à, cho rau ấy quên. Chồng mình anh. Các bạn cô quê cũng. Và các bạn có khỏe không ấy? Lâu lắm không ăn thèm thật mọi người. Tí thấy là cái nó xèo ấy. Bây giờ mình đang quay cái tầm gọi là trưa tối hẳn mọi người, cho nên là nó cái màu nó cứ kiểu hơi nhèm nhèm một chút, mọi người xem mà thông cảm cho mình nhá. Cái ánh nắng ở bên ngoài nó phản vào ấy. Tạnh mưa phát là nắng đến ngay. Thái lát mỏng. Nè. Mà con nướng hết, còn bạn nướng hết thì ăn một lần chứ đang ăn lại còn nướng lại nữa hết thôi. Ngon chưa? Vàng ươm. Có rất là nhiều anh chị em cô chú có hỏi cái chảo nướng nhà mình này. Cái này nó nặng lắm mọi người, cái tiền cước nó mất tốn rất là nhiều. Quên, đây. Bật cái này, nó hút khói. Nó không có khói nữa. Quyền. Chắc ở bên Việt Nam mình cũng có đấy, chứ không phải có đâu. À chứ không phải là không đâu, tại vì mình nghĩ là những cái loại này công ty nào của Hàn ấy, nhưng mà toàn nó sản xuất ở Trung Quốc thôi. Nó phải cháy không? Không, nó phải bằng vàng mới ngon. Ô bà, khối xuất. Cho cả nấm lên. Nấm mỡ. Cơm của chồng nhé. Rồi mọi người, bây giờ hai vợ chồng mình ăn cơm bây giờ rồi, cái mùi thơm của nó rất là ngon luôn. Xin mời tất cả mọi người ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nhé. Mình đã nướng một đĩa tỏi này. Cái tỏi này thì mình không ăn được tỏi sống, cho nên là mình sẽ nướng lên. Nướng bằng cái mỡ này đó mọi người. Thì nó ăn như là kiểu khoai lang ấy. Khoai luộc ấy, nó rất là bùi, thơm, nó lại tốt ấy. Mọi người ăn không ăn được tỏi sống giống như mình ấy thì nướng lên. Cho một chút mỡ vào. Chồng mình anh nướng ngon lắm. Cuộn với lại rau xà lách. Cái rau này nhìn nó xanh lè lè, mỗi bao nhiêu xin. Bao nhiêu xin? Số bố bảo.
Tỏi anh bảo là tỏi sống mới không biết ăn. Anh chiều anh bảo là đang quay cố tình làm trò tí chứ bình thường anh làm gì mà đút cho vợ ăn bao giờ. Ngon quá. Ngon quá. Sao quá? Ngon quá rồi cô. Nó to quá. Nó có phải thú rồi. Trời ơi. Wow, that's the ăn được chỗ phùng má trận mắt mình không ăn được. Nhai mãi không được. Ăn cái miếng nó vừa phải thì mình ăn. Mình vừa ăn mình cảm nhận cái mùi vị. Ăn xong rồi cứ ngộm ngoạm lên trông. Nhìn thấy ngon thật nhưng mà mình không ăn được. Người Hàn nó phải ăn như vậy thì mới thích. Việt Nam mình các cụ nhầm chê là mất lịch sự. Ăn là mất lịch sự. Thịt nướng này ngon lắm mọi người. Như kiểu sơn hào hải vị nhỉ. Tại vì nhà mình nó cũng khá lâu không ăn, đã mấy tháng rồi. Ai ốc mấy tuần không ăn. Chồng mình anh đang trong cái giai đoạn giảm cân. Giai đoạn này bụng to mọi người. Đó. Trong môi trường. Ồ, cái tên môi trường này tệ rồi. Ừ, vào. Ừ, hay rồi. Cái giảm cân này nó chín rồi, ăn cũng ngon lắm. Cái môi trường này mẹ kiểu nó non không có giảm. Cái dòng hình bộ chợ nó dài, nó già lắm. Còn cái này mẹ mình lên tận cái chỗ mương nào, không phải dãy mà là mương. Mấy lần mình cứ hay nói nhầm. Cái chỗ mà nó có những cái rãnh nước mẹ mình hái, mẹ mình cắt. Wow. Mọi người thấy miếng thịt nó này. Ngon lắm. Trong mình đang uống bia. À uống rượu. Không uống. Mình không biết dạo này làm sao rảnh rỗi sao ấy. Toàn đi lên mạng xem hình trẻ em thôi mọi người. Mấy cái đứa nhỏ nhỏ ấy, sao nó nhìn nó dễ thương không biết. Xinh rất là xinh luôn. Nhiều khi cứ nghĩ em đúng là chồng mình anh mà còn trẻ, anh còn trẻ ít nữa là cho mình ghé thêm đứa nữa thật đấy. Tại vì nhìn trẻ con thích lắm. Bốn xung quanh mình thì không có. Mấy chị người Hàn các con, các chị lớn nhất rồi. Mình trẻ con mê. Nhất là mấy cái đứa bé bé mà đang tập nói ấy. Ngon mà bố mà. Ngon mà lắm. Cố giả mộ. Chị cho mày tập cốt rồi. Nhưng mà nhà không? Anh bắt mình ăn đấm. Anh chưa mua bài rồi. Người chơi chung chích rồi. Cố gắng là gì nữa. Tốt không? Ai ta bố chẳng không mà. Nấm rất là tốt cho sức khỏe luôn. Chị chào sức khỏe. Chị chào sức khỏe. Các bạn ơi, mình chưa được giọng chưa chín hết. Mẹ con tôi thế này. Mới nằm internet thôi, ế kìa không thằng quá. Quý vị của. Ăn là bác. Tốt. Chiều chồng mình hay lên YouTube xem mấy kênh trẻ em bé bé. Bé tí mà nó bên nói giỏi thế không biết. Hai đứa nhà mình đông gân 5 tuổi còn mới có bậc mẹ ơi mẹ ơi. Cho nên là mình không thấy được cái cảnh dễ thương như thế. 5 đứa còn 1, 2 tuổi nó đã gọi mẹ rồi. Con đã khóc. Vừa bỏ. Cũng chơi rồi. Chúc các bạn chơi mất rồi nào.
được chứ. Anh bảo hay để thêm nữa nữa, mình bảo là đó, nhưng mà chồng mình mà trẻ thêm nữa là mình để thật. Thật sự không đùa, nó thích trẻ con á. Ngày mình nuôi con mình thì mình không có thích đâu, tại vì mình vất vả ấy. Mình liền, không có kinh nghiệm. Đúng rồi, tôi chỉ bố đôi nhìn cơm. Mình chẳng bảo anh ai đấy chị. Anh bảo là không biết là con đứa nào gọi là hiếu thảo không, thì cứ để đã. Anh nói chuyện hát mà tạc không có nghiệp đấy. Để mấy đứa, trong 3-4 đứa chỉ cần có một đứa thành công là được. Chiều vậy thôi, chứ còn mình mà xác định đẻ con ra là phải có trách nhiệm. Mình phải như thế nào cũng nuôi được nó, không có lo nó cẩn thận không, chứ mà anh cứ đẻ thì chết. Đấy là học mà không nên dù không làm được cái gì cả. Cái chuyện chỉ cần không gửi đi học thêm thì cũng đỡ tốn tiền. Và chủ yếu là cái anh phải né nhé. Để luôn. Mình năm nay không biết bao giờ mình là 34 rồi, mọi người sinh năm 89 thì 34 rồi. 34 thì cũng chưa phải là muộn đâu nhỉ. Mình thấy có nhiều người 40 mà người ta vẫn đẻ mà. Mình 34 cháu rồi đẻ được. Được chưa lần nữa. Bọc tuổi rồi. Được rồi. Anh bảo đè mình phải nuôi. Ừ. Anh nuôi thì quay video. Mẹ bạch tỏ. Ừ. Mẹ tự dục kèm. Mình chung cái tôi nhỉ. Rau mùi, rau cần ngon lắm. Mẹ bạch tỏ. Không ai được thuộc cùng. Thế là cái này thì khăn mùi. Rất là tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, đúng rồi. Sức khỏe. Phải lên mãi trên dãy, trên mương mới hái được. Chỉ sợ mình tốn tiền mua rau thôi, mẹ mình á. Dĩ người đấy, mình mua cái gì là bà lại lần bà nhớ năm ra bà chồng.참 미안했나? 믿지 미안했어. 이건이 말하니까 있다. 응? 응. 이건 옆에. 정말 나 맨 맨남 그거 없거든. 뭐 다 có sao làm như là mỗi Hàn Quốc cũng có. 못 봤었는데 미안해 말고 비슷한 것만 봤어. 맨 맨남 맨 rau nó còn đa dạng hơn bên Hàn. Bên Hàn thời tiết nó lạnh. Ăn thì ngon lắm. 뭐가 뭐. 진짜 장원! 장원! 이것도 맛있다 이렇게. 이렇게. 맛있다. 장원 맛있다. 이렇게 봐. 미나리 잘 먹네. 맨 안에 깨달은 건 내가 비싸. 한국 이거 비싸. 물 깨끗한데. 맨 한국 không đắt. Ra siêu thị mua một bó nho nhỏ 5.000 won. 100.000 nhân Việt. 고기하고 같이 이렇게 먹어 먹을래. 안 덥더라고. Nói chung là ăn rau cái gì đắt ở bên Hàn ấy. Đắt ngang với thịt luôn. Thumbnail anh chú? Ừ. Thumbnail. Miniary. Cả một rồi. Anh mà quên ông chụp hình lên là mà quên nó đâu. Ừ.
응? 너무 맛있어. 엄마, 자, 이 빼고. 다 먹을 수 있겠어. 그냥. 저 chồng mình thấy mẹ ăn đấy cho hết nguyên cầm rổ. Vô thời tham mơ nhỉ? Ừ. Nhiều quá. Đi ra đi mọc khoảng cái này. Em phải ăn rau cần chứ phải là ăn thịt nữa rồi. Bao nhiêu chính nhá. Tí không ăn sợ nó hỏng. Kéo hút, bỏ vỡ. Tôi giữ tao là được hút. Mẹ ăn cơm hơi sớm, nhà mình bây giờ chưa đến 7 giờ tối, mọi ngày tầm 7 giờ, hơi 7 giờ mình mang cơm. Hôm nay là mình cố gắng gọi là ăn sớm, chỉnh sửa sớm xong rồi đăng video sớm. Tại vì mình sử dụng bằng máy quay ấy, bằng máy camera, sợ nó có cái vấn đề gì. Chín bảng tới đúng không? Cái gì mà xinh đấy? Thắng, được cái siêu nồng độ. Mà mình lần sau nó cứ mua các loại ba chín miếng to ấy, cái loại người ta bán để luộc ấy. Sau mình về mình thái ra, vất vả một tí nhưng mà nó ngon hơn là cái loại người ta đã thái mỏng rồi. Cho nên nó cứng, nó mỏng quá xong kiểu thì mình đứng lại thì khô. Cho nó đi. Nhưng mà uống rượu không quá. Giống rượu mà. Hơi có tí mực cồn, nó không có cái gì gọi là rượu lắm. Tại vì này xưa mình ở Việt Nam với bố mình á, ông ngoại Minh Chu Đông Quân là nghiện rượu phải không? Mà rượu ở Việt Nam mình biết là nó nặng như nào. Từ xa xa là đã ngửi cái mùi rồi. Cái rượu này nó nhẹ. Suốt ngày bán được phải không? Anh chưa mình hỏi là mình phẫu thuật mũi được có hài lòng không? Mình bảo có. Tại vì anh ấy cũng đọc bình luận đó mọi người. Anh bây giờ nó có cái gì dịch tự dịch ra tiếng Hán này. Hàm này tôi học cũng được. Anh chưa mình nói xong muốn làm gì? Mình bảo không. Anh bảo mấy lần trước thì bảo thích làm ngực chứ nha. Chiều thì ngực cũng làm. Cái mặt đó. Mình cười. Mới cái mặt xấu thì làm chưa còn người thì không làm. Trêu vậy thôi mình cười. Mình cho rằng đều một small được hay không? Small. À nhá. Đang ăn thịt này tự nhiên lại nói đến cái chuyện gọi là tế nhị. Thực ra rằng là cái small thì rồi tôi mọi người bây giờ hai vợ chồng mình cũng ăn xong rồi, còn có một tí này thôi, tí chồng mình anh ăn tiếp. No lắm rồi đó, không có nhiều nhưng mà dáng người dạ dày nhỏ hay sao ấy. Hôm nay mình dừng video tại đây nhé, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ. Nhớ đăng ký, bấm like và đừng quên rung chuông nữa nhé. Cái này anh chị em cô chú muốn mua thực phẩm chức năng ấy thì nhớ vào trang Ngoan thực phẩm chức năng Hàn Quốc. Thứ bảy hàng tuần tầm 8 giờ tối mình sẽ live stream xong giới thiệu những cái sản phẩm đến tất cả mọi người bên Việt Nam ấy. Rồi. Hẹn tất cả vào hẹn mọi người vào video ngày mai nhé. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.